Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với siêu thị Kim Quốc Tiến. Và hôm nay thì mời mọi người cùng Vân tìm hiểu mẫu bồn cầu thông minh V93 đến từ thương hiệu Viglacera. Thì bồn cầu này các bạn có thể thấy được thiết kế khá là sang trọng, với công nghệ men nano nung diệt khuẩn đến 89%, sẽ hạn chế cái hiện tượng đó là bị bám dính chất bẩn khi mà sử dụng. Và ở đây thì bồn cầu này là bồn cầu thông minh, chính vì vậy thì các chức năng sản phẩm cũng có thể được sử dụng bằng bảng điều khiển từ xa. Ở đây thì sản phẩm sẽ có chức năng đó là làm ấm nắp ngồi, làm ấm nước rửa, tự động xả tráng trước khi sử dụng, vòi rửa ba chức năng: rửa trước, rửa sau và rửa massage. Hệ thống cảm biến tích hợp vào nắp ngồi giúp nhận biết được khi có người sử dụng để kích hoạt chức năng xả tự động và sấy khô. Công nghệ xả xoáy giúp cho hút sạch mọi vết bẩn trong lòng bồn cầu. Ở đây thì chức năng khử tự mùi tự động cũng được sử dụng để làm sạch không khí hơn. Và ở đây thì các bạn có thể sử dụng nút nhấn xả nước trong trường hợp mất điện và có thể sử dụng tối thiểu 50 lần. Thì bồn cầu này nắp cũng sẽ được làm bằng nhựa PVC cao cấp và sẽ không bị ố màu theo thời gian. Ở đây các bạn có thể quan sát ở phía bên trong kỹ càng hơn. Đây. Thì để có thể biết thêm những thông tin chi tiết về sản phẩm này, các bạn có thể truy cập ngay vào link phía dưới nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt.